cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có K cộng là có Tết. Arsenal đang cực kỳ tập trung, thử thách tiếp theo của họ là một kình địch cũ. Tôi sẽ sử dụng từ gì để miêu tả đội cạnh tranh trước vô địch ư? Cũng hay đấy. Tham vọng. Perfect. Hoàn hảo. Tôi chưa từng thấy họ chơi với sự tự tin lớn như thế này. Từng cá nhân đều tỏa sáng giúp cả đội cùng tiến bước. Họ nghĩ mình sẽ ra sân và thắng mọi trận đấu. Đó cũng là điều tôi từng trải qua khi bạn có cảm giác cả về mặt tập thể lẫn cá nhân. Thật tuyệt khi bạn có thể đánh sập bao nhiêu chướng ngại như thế và họ đang ở vị thế tự tin như vậy. Anh ấy đã gặp một chút khó khăn trong giai đoạn đầu, không phải lúc nào cũng biết cần gì khi ra sân. Nhưng giờ đột nhiên mọi người đều cảm nhận được điều đó. Các cổ động viên đang có mối liên kết tuyệt vời với các cầu thủ. Chính điều đó làm nên bầu không khí sống động như hiện tại. Và Arteta xứng đáng nhận mọi lời khen. Anh ấy đã đoàn kết đội bóng lại. Sun Emirates chưa bao giờ sôi nổi đến thế. Khi bạn thấy cậu ấy có bộ kỹ năng tuyệt vời thế nào, bạn gần như sẽ bị choáng ngợp. Đôi chân của cậu ấy cực kỳ nhanh nhẹn. Cậu ấy luôn xử lý trước 1 đến 2 nhịp so với đối thủ, với khả năng tư duy tuyệt vời. Các đồng đội xung quanh cũng hỗ trợ rất nhiều. Tôi nghĩ đó là điểm cộng lớn cho Arsenal. Bởi khi cậu ấy có bóng, họ có thể kéo lên phía trước khá dễ dàng và các cầu thủ cũng sẵn lòng di chuyển không bóng. Mỗi chướng ngại trước mặt họ đều đã bị xô đổ, chỉ trừ Manchester United. Và có lẽ theo một cách tích cực thì điều đó cũng giúp đội bóng này bớt đi một chút áp lực. Bởi nếu họ bước tới tận vòng đấu này mà vẫn đang bất bại, áp lực của việc duy trì chuỗi trận không thua sẽ lớn hơn nhiều. Giờ thì không bị như thế nữa, họ đã thua một trận rồi, vậy nên sức ép đã được giảm bớt. Họ sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều nữa. Mục tiêu giờ là chức vô địch lớn hơn trước mắt. Đó là họ cần phải cạnh tranh cho tới tận cuối mùa cho chiếc cúp này và mọi thứ đang diễn biến suôn sẻ. Đó sẽ là một giấc mơ, thực sự là như vậy. Chúng tôi đã không giành được nó suốt thời gian dài rồi. Vậy nên nó rất có ý nghĩa với toàn đội. Chúng tôi có một nhiệm vụ trước mắt là cần phải tập trung tối đa cho nó. Đó thực sự là một nỗi đau lớn với ông Ten Hag, bởi sau khi thắng trận derby ấy, bạn muốn chiến thắng tiếp và sau đó lại thắng tiếp một đội bóng lớn khác. Họ có thể tập trung trở lại rất nhanh. Rõ ràng đội bóng này rất tham vọng khi để tuột tay khỏi chiến thắng, nhưng chắc chắn là họ sẽ trở lại với phong độ cao nhất khi đụng độ Arsenal cuối tuần này. Họ đang có phong độ tốt và tôi nghĩ họ xứng đáng với vị trí hiện tại. Cách họ chơi là ấn tượng. Tâm lý quyết tâm chiến thắng cũng vậy. Đó cũng là lý do họ đang đứng đầu. Họ đang có chuỗi phong độ tốt, nhưng việc có đánh bại được họ không nằm ở chúng tôi và chắc chắn toàn đội sẽ làm được mọi thứ có thể.
Bạn cần phải là người có cá tính mạnh mẽ. Bạn đang chơi cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Áp lực đó có thể có lợi hoặc có hại cho anh ấy, bởi rõ ràng đây là một cầu thủ chất lượng. Quan trọng chỉ là anh ấy có thể đối phó áp lực đó được hay không thôi. Chiếc áo màu đỏ ấy và chiếc logo vinh quang trên ngực áo. Theo tôi, đây chắc chắn là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Nó đặc biệt và ấm áp. Thật tuyệt khi được sải bước với logo này trên ngực áo. Nhưng một khi trên sân, bạn muốn được cống hiến tối đa và chơi thật hay để chiến thắng. Tôi nghĩ nếu United thực sự nghiêm túc trong việc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, họ chắc chắn phải thắng trận này và Arsenal cũng hiểu điều đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Hậu vệ biên đôi bên sẽ phải đụng độ các cầu thủ tấn công cánh của đối phương bởi United đã trở lại với những tiền đạo cánh đầy tốc độ ở dọc biên. Còn Arsenal cũng sở hữu nhóm cầu thủ như vậy. Đội nào có thể giành chiến thắng trong các cuộc đọ sức ở hai biên sẽ giành thắng lợi trong trận đấu này. Tôi không muốn nói quá lên đâu, nhưng với những gì đôi bên thể hiện, bạn có thể coi đây là một trong những trận cầu bản lề của cả mùa giải.